Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phong Phú Official. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta để đăng ký một account ChatGPT với giá một cốc trà đá mà chúng ta có sẵn trong tài khoản $18 để trải nghiệm. Bước đầu tiên thì chúng ta cần truy cập vào đường link login trên ChatGPT. Sau đấy thì chúng ta cần fake VPN. Chúng ta không được quên là chúng ta phải fake VPN vì đang bị hạn chế ở Việt Nam. Thì sau đó chúng ta cần điền thông tin email. Sau khi điền thông tin email xong thì chúng ta cần đợi verify email. Sau khi verify email thành công, chúng ta cần lên một số trang để chúng ta có thể mua số điện thoại như SMS full hoặc trang SMS active. Sau khi chúng ta mua điện thoại thành công và mua số điện thoại, chúng ta đặc biệt để chúng ta cần phải mua số điện thoại ở bên Mỹ thì mới có sẵn ở cao $18. Đấy, thì sau khi mua số điện thoại thành công rồi, chúng ta lấy số điện thoại và đợi mã code gửi về. Sau khi đợi lấy được mã code thì chúng ta có thể active thành công số điện thoại và chúng ta có thể trải nghiệm. Và để mà check được sẵn được cao $18 thì các bạn có thể lên ta truy cập vào beta.openai.com và chúng ta vào phần usage thì chúng ta có thể check được thông tin tài khoản $18. Xin cảm ơn các bạn đã xem video.